Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này về vị tướng Chelmanat. Đấy, gặp được rất là nhiều những comment của rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm clip về vị tướng Chelmanat này. Thì hôm nay mình sẽ quyết định làm về vị tướng Chelmanat cho mọi người xem nhá. Vị tướng Chelmanat đầu tiên thì mình sẽ lên cho nó gươm sấm sét, thanh kiếm và thương xuyên phá. Đó là ba món trang bị chủ lực của vị tướng Chelmanat này. Mình nghĩ là trang bị nào thì cũng cần phải lên như thế thôi. Đầu tiên mình vào trong rừng cái đã xem bạn có ý định gọi là thập thò nhòm ngó con bùa đỏ của mình không. Đấy, rồi mình mới ra mình ăn mấy con sọ, cái con quái này sau. Con bùa đỏ, con này con người à? Con gì này? Nó cầm cái nó đập mình kìa. Bố vật này thì đập ta này, biết ta là ai không? Ta là xạ thủ đấy. Đứng mà xa mà câu tỉa thôi. Vì tướng treo nát này lúc đầu khá là cơ cực. Nó thẳng một câu luôn. Đấy, lúc đầu nó khá là cơ cực. Nếu như mà gặp được support mà đánh hay ấy thì lúc đầu là cũng mạnh, nhưng mà mình nghĩ rằng lúc đầu vì tướng Chao Hanat hơi yếu, nhưng mà đến cuối trận thì đừng có hỏi cái sự bá đạo của nó. Nó có thể bắn tan nát đội hình đối phương chỉ trong vòng một nốt nhạc. Với cái sự hỗ trợ cũng như là đến cái sự gọi là trâu bò đến từ đồng đội mình thì Chao Hanat trở thành bá chủ thiên hạ mất lúc cuối trận ấy. Nó bắn rất là thấm luôn. Tại vì cái chiêu đội tay chiêu một, ủi rồi mới vào mà anh đã làm em đau thế này thì làm sao mà em chịu nổi. Mid team mình tới rồi. Chơi nó mid ơi. Ủa support đâu chạy nhanh thế? Hey man. Ui giời ơi, máu còn nhiều thế này mà chạy cong đuôi. Vãi cả chay. Đừng có chạy. Trời ơi, bảo kê người ta chứ. Tuổi thơ người ta nó rất là cơ cực. Vì thế nên phải bảo kê chứ ai đời support để chạy còn nhanh hơn cả đây là thế nào. Chắc bạn ấy không nhìn map. Thật sự luôn, bạn ấy có mít cho mình nói xuống. Mình nhìn thấy từ đằng xa anh thấy ai sinh sư tựa như mít ta. Đúng không? Ui giời ơi, thế mà bạn ấy chả nhìn thấy gì. Khổ quá cơ. Buồn, quá buồn cho cuộc tình. Tí nữa là mình ngoẻo hên. Và đấy nó còn quay lại nó bánh phụ mình ấy. Không một tí nữa là mình tèo với cả Van Heo cho bạn rồi, nó bánh đau quá cho đau rồi. Cho em xin con này anh ơi. Đấy, ngó rồi một chú gọi là 20 vàng. Ngan. Cứ từ từ. Nên cứ dấm xét bắn nó rất là phê nha mọi người. Bắn nó cứ giật giật tê tê. Vâng tê như con phê như con tê tê. Đó, bắn nè. Ủa báo lên support. Đừng có ngại nó. Bắn nó nè. Đi đâu đây anh? Ui lộ, đi đâu đây bạn? Bạn đi đâu đây? Quýnh nó. Hấp chiếm nó. Ủa chứ một tung ra làm chậm đủ kiểu choáng này nọ. Kiểu thứ bây giờ ấy. Tích lũy 3 điểm rồi ta cho người thả thính đi. Cho nó đớp thính chơi. Chán thế. Cứ đứng nhìn ngó. Này bỏ mặc mình bây giờ đây này. Chơi nó. Đúng rồi, ra cắn con đằng sau kìa, Van Heo kìa má ơi. Đúng rồi, cắn nó. Đúng rồi, một mạng ngò sớt. Một mạng ngò sớt. Ê, còn tí máu. Ê, có đánh nhau kìa, ui dồi ôi, đánh nhau như thế này mà không có cuộc vui nào mà không có treo nát. Em là em rất là máu lửa trong cái vấn đề đánh nhau ấy. Bắn đi, nó hết mana rồi, nó hết mana rồi. Chơi nó luôn. Ngại ngùng cái gì, chơi bà luôn này, chơi, tôi có hút máu đấy, ông chơi tôi hả, ông chơi tôi, ôi sao mình có, mình nhớ là mình lên một cái hút máu cũng 13.3% thôi á, tại vì mình có nhớ rõ ràng là mình lên được cái trì máu này, cộng 8% hút máu này, ui giời, bảng ngọc gì, meo gì, bảng ngọc gì có 5% hút máu thôi à, đèn thế nhờ. Mình cứ tưởng bảng ngọc mười mấy phần trăm phát đi, nếu mà hút máu mà khoảng có 20% hút máu là mình bắn nó là mình hồi máu là ngon rồi, giết nó luôn, nó hết mana rồi. Xui thế không biết nữa. Đúng là một cái chết nhảm ruồi thật chứ. Đấy, mình tính toán nhầm một tí thôi, không để ý bảng ngọc hút máu một cái là quéo con cua liền. Con cua nó to như thế này mà nó quéo thì chết luôn á. Không sao, chuyện nhỏ như con thỏ, mới đầu vào thì nó hơi cơ cực một chút. Mấy bạn chơi vị tướng treo nát này lúc đầu cố gắng gọi là bình tĩnh nha, không được gọi là dục tốc bất đạt, nóng máy là cháy buri ngay, vì thế nên mình phải cứ bình tĩnh. Nào, bắn heo cho bạn đâu, bắn heo cho bạn, từ từ bình tĩnh, bình tĩnh bắn nó luôn, đúng rồi, chơi nó luôn, đằng sau cắn nó, ấy bạn ơi, sao mà bạn chết nhanh thế, ui giời ơi bạn ơi. Bạn à, sao mà bạn chết nhanh quá vậy? Chơi nó. Mít đâu? Thả thính. Đóng cửa thả thính nào. Hay quá mít ơi. Mít làm một phát combo Van Heo cho bạn ngoéo cu tỏi ra. Sướng. Nữa hả? Thích bắn à? Thích không? Để nhau không? Đấu với cả đầu gấu hả?
Sao nó cứ giật giật thế nhỉ? Đáng thế, tiền mình đi tiếp em kìa. Mọi người thấy tuổi thơ của mình nó cơ cực không? Nhưng mà bạn cứ yên tâm, chút xíu nữa mình sẽ bắn cho các bạn gọi là không còn gì mà gọi là đỡ được luôn ấy. Tại vì sau này như vị tướng Tara này, rồi Arum này nó quẩy lên thì mình lúc đó mình tha hồ mà tung bay thôi. Lúc đó mình cứ bấm chiêu một mình xả skin vào mặt thôi, bắn cứ như gọi là thần luôn ấy. Đúng rồi, phải đây. Nguy hiểm quá ha. Tên bên kia không phải dạo vừa đâu. Tên họ khá là hay ấy. Nhất là Van Heo ấy. Kiểu bắt tem mình mà dồn combo vào đầu Van Heo phát thì ngon. Bụp cho một phát là ngoẹo của tỏi ngay, sướng. Ha. A Thu tem bạn này là... A Thu là người yêu của Chawanat hay là người chồng ta? Thì chưa là người yêu thôi phải đúng không? Đúng rồi, ăn rồng luôn anh ơi. Anh đẹp trai vãi. Hay lắm. Đó, rồng. Rừng là phải biết ăn rồng như thế chứ. Đúng không? Có dao tranh rồi, có dao tranh rồi. Tung cánh mà bắn thôi, bắn nè. Một em, chiều văn đã bị gục. Ui giời, hai em và ba em ngọt sớt. Đấy, ngon lành cành đào ngay. Ê, bắn nó giật kìa. Đập phòng cái cơm thấm xét đó làm mình bị trụ, mình nó bắn mình một phát, đau thế. Đó là do cơm thấm xét đấy mọi người, nội tại đấy. Bắn vào trụ mà điện nó giật qua tới bên kia luôn. Đứng đằng sau cũng bị giật nữa, sướng. Vị tướng Chawanat này chỉ lên đi vị trí AD thôi nhá. Mấy bạn đừng có cầm con này đi rừng, nó khá là chậm trong cái vấn đề gọi là di chuyển ấy. Vì thế nên chả có ai mà cầm vị tướng Chawanat đi rừng đâu. Ít lắm, trừ khi có bạn nào mà kiểu như là muốn làm clip về Chawanat đi rừng thì mới làm thôi, chứ bình thường là đa số 99.9% là sử dụng vị tướng Chawanat là đi đường rồng, là đường AD đấy. Bắn nó luôn, cắn nó luôn, ngại cái gì? Bắn nó luôn này. Chơi nó luôn, Triệu Vân luôn này. Đừng có ngại ngùng gì hết trơn đi. Mình là mình không có ngại đâu. Đã nghiện rồi còn ngại này. Ủa ôi, nó chém treo. Ôi, nó chém đau tê Murat này. Giết nó Triệu Vân ơi. Đúng rồi, Triệu Vân hay lắm. Anh Triệu Vân, anh chết que luôn rồi. Anh ấy quá hay, quá nguy hiểm rồi. Rồi, mù pha vào rồi, cho mình chết 3 người luôn. Về quá, tuổi thơ đúng là cơ cực. Chắc có lẽ bây giờ mình bắt đầu xanh rồi đấy. 41 tiền cơ mà ngon. Bây giờ bắt đầu phá đảo cho bạn rồi đó. Chớp đợt này thì mình sẽ ế. Ok, thì mọi người xem clip của mình thì nhớ ấn đăng ký kênh và ấn like giúp mình với nha. Cảm ơn. Làm clip ra mà mấy bạn ít lượt like quá mình cũng thấy hơi buồn. Đấy, vì thế mấy bạn xem clip của mình nhớ ấn cho mình một lượt like. Cũng chẳng có mất mát gì đâu. Like và đăng ký kênh thì nó sẽ không mất cái gì đâu. Wow. Đừng bình tĩnh. Không ai nhìn thấy mình, không ai nhìn thấy tôi hết. Tôi là người vô hình, đúng rồi, vô hình. Anh A Thu ơi, người yêu anh đấy. Tôi là người yêu anh đấy. Anh lỡ lòng nào mà anh chém tôi như chém một con rái. Nhán thế. Nhà bắt, trời, tóc biến mà ăn luôn này. Dám coi người ta, khinh thường người ta. Biết ai không? Chawanat đấy. Dám đánh người yêu như thế à? Bớ vật. À, ngon. Phê như con dê ngay. Đúng rồi. Bắn thoải mái đi. Cứ để theo chân này cái con đúng rồi, Murat. Van heo, bắn em kìa anh ơi. Van heo nó chơi em này, lao vào một kiếm chuối. Ui giời ơi, ngày xưa yếu đuối mỏng manh, bây giờ không còn yếu đuối như ngày xưa nữa đâu, nghe chưa? Đừng có ham hố mà lao vào kiểu như mất xác đấy. Khổ lắm cơ. Trời, người ta xanh như cái bánh xe bò thế này cơ mà, 2011. Đấy, hỗ trợ tới mức độ gọi là thầy quỷ khóc thần sầu luôn. Di chuyển qua bên này cướp bùa đỏ nó luôn. Đấy, ăn hết, ăn tất, ăn cả đất luôn. Mình là mình không có ngán. Bắt đầu xanh rồi đấy mọi người ạ. Bắt đầu xanh rồi đấy, xanh như trái banh luôn. Trơm.
chớp chớp chớp, bắn nó, bắn nó, bắn vào đầu nó, bắn vào cái mông van heo. Van heo này, ui ôi, nó giật 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 điện thoại của mình, nó giật 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 đấy. Vãi, chơi game chút xíu mà khó khăn vãi cái trưởng ra. Sao mà khó khăn vậy? Đừng 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 đừng, anh A Thu ơi, A Thu ơi, anh làm gì đấy, anh làm gì đấy, anh làm cái trò gì đấy hả? Anh làm trò gì đấy? Tính ăn hiếp người vợ yêu dấu à? Ý người 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 yêu của mình à? Vớ vẩn. Rồi rồi rồi, Triệu Vân đi đâu mà vội mà vàng đấy, chỉ bắn một cái là sấp mặt ngay. Ngon lành ngành đào chưa? Không có thấy tuổi thơ cơ cực của vị tướng Chao Nát thế nào và bây giờ thế nào? Lúc đầu hơi mệt một chút ha, nhưng mà sau này bắn rất là sướng, bắn phê như con dê. Bây giờ mình sẽ lên cho nó đi kiếm Mura Masa luôn, bắn xuyên giáp. Cỡ như ông anh A Thu anh lao vào một cái thôi là mình bắn cho một cái gọi là nát luôn nguyên cái bộ giáp của anh ấy. Rồi van heo sấp mặt. Ủa rồi, bắn hai phát chết. Kinh khủng. Hai phát chết luôn. Wow, không thể tin được. Không thể tin được. Không 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 thể tin được. Tiền cờ đá quá đi mấy bạn ơi. Nào ra đây ra đây ra đây. Cỡ như vị tướng á, Murat bây giờ ra bắn ba cái là chết. Nhào vào phía dưới. Nhào vào 1 2 3 4 5 6 7 8 một cái này. Này thì bắn này, con này bắn rất là nhanh khi mà chung một lên một cái á. Rồi xanh nhất tem luôn. Trời ơi, tôi sần quá. Ui giời ơi, tôi cười đến quá. Thì họ mình thấy rất là nhiều bạn yêu cầu về vị tướng Chao Nát khá lâu rồi, nhưng chính xác là mình vẫn chưa làm được. Có gì mấy bạn thông cảm giúp mình nha. Từ từ mình sẽ làm. Những comment của mọi người là mình có đọc hết mà. Đấy, vì thế các bạn yên tâm. Chờ cơ hội cái. Ôi dồi ôi, nó biến ngay vào luôn, không phải sợ nó lao vào rồi xịt cho một phát. Triệu Vân ấy, nó quất kia cuối vào đầu một cái lại ngoẻo. Chơi nó luôn, đúng rồi, van van heo này. Ôi dồi, bắn hai cái là chết. Xanh chưa? Mọi người thấy mình đã xanh chưa? Xanh, xanh, xanh chưa? Quá là xanh luôn đấy chứ xanh gì nữa. Phê chưa? Mọi người đã thấy phê chưa? Phê chưa? Phê nói một lời đi. Nếu anh đã phê nói đi ngại gì? Phê mình phước ở kiếm luôn nhá. Đó, các bạn đã thấy là hay không? Mọi người nhớ nhá, cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé. Mọi người cứ ấn like giúp mình, đừng có ngại gì hết trơn ấy. Không có việc gì phải ngại cả, không có sợ gì ai hết trơn đi. Cứ like thoải mái, cứ ấn đăng ký kênh thoải mái. Rồi, kết thúc ở đây rồi. Vậy là cái clip về vị tướng Chao Nát của mình đã kết thúc với vai trò xạ thủ. Hy vọng thì mọi người xem clip của mình sẽ thấy vui nha. Hiện tại mọi người nhớ đăng ký kênh giúp mình với. Thế thôi, cảm ơn mọi người.